Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người một cái bookmark screen. Cái bookmark screen này thì nó làm rất đơn giản ở trên Windows Advanced, nhưng mà trên Windows Pro Professional thì không hỗ trợ chức năng mặc định đấy ở trong screen manager. Đấy chỉ có menu thứ ba thôi. Giờ gặp một cái bài toán nó nhiều động cơ hơn, mình tạo một cách thủ công ấy, là một cái động cơ nào đấy mình sẽ tạo ra một cái screen window thì nó sẽ chi chít ở trong màn hình này. Còn ở đây mình muốn là sử dụng một cái screen window thôi, thì nó sẽ điều khiển làm cái bookmark up cho tất cả các động cơ được, giống như là chúng ta tạo bookmark up ở trên Media Advanced. Những cái nhìn trên giao diện điều khiển của ta sẽ rất là dễ nhìn, đúng không? Và đây là cái mình tìm tòi thì mình đã ra được một cái phương pháp như thế này, thì mình sẽ chia sẻ với mọi người. Giả sử như mình muốn điều khiển cái động cơ BL02 này, đó, điều khiển máy thử khí BL02 đúng không ạ? Chạy rừng. Thì đây mình có dùng cái mô phỏng Eurosim. Thì mình mô phỏng ở màn hình bên dưới mình nhìn nhé, mình chạy này. Thì ở đây báo chạy đúng không ạ, động cơ chạy và đây nó cũng báo chạy dừng này. Mình chuyển mạch tự động ở đầu tu đúng không ạ, đã bị sai chúng ta cái switch. Ok, mình tắt đi thì nó lại về off switch main. Còn bây giờ mình muốn điều khiển cái AG04 thì mình ấn vào đây thì nó ra cái một cái máy khóe AG04. Ok, và mình lại mô phỏng thì mình bật chạy này. Đó. Mình sẽ kéo cái mô phỏng lên trên cho mọi người xem nó là khác nhau. Đó, đây là AG04, AG04, ok, chuyển mạch này, đó, chuyển mạch, chuyển đến bên là 02 nhé. Bên nào 02 thì ở đây mình có chuyển tự động của cái AG04 thì trên này nó cũng không hiển thị đúng không ạ, là mình bật AG04 là lên nó sáng nhưng mà cái này nó không chọn ra, cái này phải là bật bên là 02 đó đúng không ạ. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn vào chi tiết nhé. Đầu tiên thì mình cần lôi một cái screen Windows ra đúng không ạ? Windows đây đã lôi rồi. Windows trong này không cài đặt gì cả, mình chỉ lôi ra thôi và mình để ý tên của nó là screen Windows 2 đó. Ở đây mình không cài đặt cái gì nhá, không cài đặt cái gì cả. Mọi người có thể cài đặt nghĩa là những cái thuộc tính của nó thì mình không cài đặt, còn những cái hiển thị thì mình sẽ cài đặt. Như kiểu là mình muốn nó fix vừa luôn cái screen pop up của mình nhé, thì mọi người vào vào đây, mọi người tích vào fit window to screen đó, nó sẽ fix vừa luôn cái screen window này, vừa với cả cái screen mình tạo ra một pop up. Mọi người tắt bỏ cái maximum size đi, bởi vì lúc này thì mình không cần maximum size nữa, mà mình để header để cái tiêu đề có header thì sẽ có close button và có border. Ok, và tạo cái screen window thì pop up thì để mình tạo ra một cái add new một cái screen này. Giờ mình sẽ tạo tạo lại nhé. Bây giờ mình sẽ tạo ra một cái pop up đúng không? Screen 2 này. Sáng này đi. Đặt tên thì name cho nó là control. Ok, và để thành một cái màn hình pop up thì cái kích thước nó phải nhỏ thôi, thì mình cũng sẽ chỉnh cho kích thước nó nhỏ đi. Mọi người thì chọn đây này, chọn property ở đây, hoặc là nếu nó không ra thì mọi người chụp phẳng chọn property sẽ ra. Đây là chiều rộng này, chiều rộng của mình thì cỡ 200 thôi, chiều cao thì chỉ cần 250 là đủ.
vì phụ thuộc vào những cái tính năng nào mọi người cần điều khiển thì mọi người sẽ thêm vào, như mình là mình có nút ấn chạy dừng đúng không ạ? Ấn chạy. Mình cần nó size to hơn. Là to hơn tí. Đó, ấn chạy này. Copy ra thành một cái nút ấn dừng. Và để biểu thị một cái động cơ chạy thì mình lấy một cái thư viện, hoặc là mọi người có thể chọn là graphic nick, nhưng mà ở đây thì với một professional đầu thì mình có thư viện thì mình sẽ dùng thư viện, nó sẽ nhanh hơn là mình tạo graphic nick. Đó, bởi vì cái này chỉ biểu thị tượng trưng thôi, mình sẽ đặt một cái động cơ tượng trưng ở đây. Ok, và vừa nãy mình có tạo ra các tag list là biểu thị động cơ, trạng thái động cơ đang chạy, đang dừng, hay là switch mode rồi đấy, đúng không? Rồi chọn select mode, control là tự động hay là manual là điều khiển chạy dừng ở trên SCADA. Auto sẽ chạy theo chương trình của BLC rồi đúng không ạ? Lôi cái tag list ra này. Tag list, ok. Và chọn neo này, mình chọn 200 cho vừa này, cho 30 thì cho to một chút đúng không ạ, nó buộc chỉnh về giữa một chút. Đó, tag thì mình chọn luôn, mình sẽ chọn tag list, đây là đầu tiên của mình là status đúng không ạ, sai con sai là chúng ta layout và mọi người vào text format thì mọi người chọn center, center list nghĩa là center theo chiều, theo trục tung, trục hoành, và mid theo trục tung kiểu vậy. Copy ra cho xuống. Và cái này là gì? Cái như mình vừa nãy là mình sẽ báo là đang ở mode nào đúng không ạ? Mình sẽ chọn mode này. Là có switch auto off or switch man. Vì ở đây BLC của mình chỉ đưa về hai trạng thái, là một trạng thái báo auto thôi, nên là mình không thể nào mình không không làm cái list mà báo được cả men nữa. Con này xuống này. Nó bị một tí thì mình sẽ chỉnh cái này dài hơn một chút. 5 nhé, xem là dài hơn nhiều không. 5 vừa đẹp lắm. Em sẽ xem là một tí chẳng đồng bộ. Ok. Cuối này thì sẽ là control mid, nghĩa là mình sẽ chọn là chế độ bán tự động và chế độ tự động. Bán tự động là chạy dừng ở trên này, tự động nó sẽ chạy ở chương trình BLC rồi, không nói rồi đúng không? Ok, và cái chế độ bán tự động này thì mình sẽ chọn input output, còn những cái này chỉ hiển thị thôi thì mình sẽ chọn output. Những cái bài tech lead mà mình đã, cái video tech lead mà mình đã hướng dẫn mọi người rồi đó. Đây nó có một viền nhỏ nhỏ này hơi xấu này, mình chỉnh cái này nhỏ một tí. 99. Ok, sẽ mất cái viền đấy. Đó, nhìn sẽ đẹp hơn đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ cài những cái thuộc tính cho cái nút chạy dừng này. Để cài được cái phương án đấy thì mọi người phải dùng cái data type như mình nhớ những video trước mình đã hướng dẫn lập trình bằng data type đó. Nghĩa là mình có rất nhiều motor, mình sẽ tạo ra những cái thuộc tính giống nhau này. Ví dụ mình là báo về là running, fail, switch auto, run, button run, button stop, select mode control, status. Mình sẽ tạo ra những cái thuộc tính như thế này. Ok. Và mình sẽ vào data. Nghĩa là để làm được cái này thì bắt buộc mình phải dùng kiểu như vậy. Nghĩa là dùng data type và dùng data block. Data block thì mình sẽ gọi những cái tên động cơ ra đúng không ạ? Như là SB01, bơm SB01. Tính của nó là motor, bên trong nó sẽ có tất cả những cái thuộc tính là tạo run fail switch auto quick run rồi button run button stop select mode control status. Thế là để làm mà mọi
người mới thì mọi người lên lên làm một cái chuẩn chỉ như kiểu các bước là mình nên tạo data type, lên dùng IO mapping, rồi lên dùng data block cho nó quen dần với những ta lên những bài toán lớn thì sẽ có rất nhiều cái ứng dụng như vậy. Nhưng mọi người không quen dùng dùng data type thì với cái bốp up của Winning Time Professional không dùng được mọi cái này. Control viết thiếu. Okay. Và bây giờ mình sẽ tạo, có nghĩa là mình đã có những cái dữ liệu rồi đúng không? Có nghĩa là start, stop đó. Nhớ lại cái này này. Mọi người nhớ đây. Run, stop, running, fail, split auto. Đó, đúng không? Select mode control, started. Đó. Run này thì không cần rồi, bởi vì mình cái này nó là xuất ra bên ngoài thôi, xem ra trung gian thôi, của mình chỉ cần đọc tín hiệu đầu vào các thứ feedback thôi đúng không ạ? Event này, mình chọn này. Với nút ấn này mọi người sẽ chọn như bình thường luôn ạ. Nghĩa là mình sẽ phải set bit. Set bit, set bit. Mình chọn luôn hai cái đi. Ship mình sẽ tạo luôn thử tính hai cái. Nghĩa là đây mình có những cái thuộc tính nó giống nhau này, hai nút ấn này đều có set bit và reset bit, mình phải chọn cả hai này, chọn cả hai set bit reset bit, và mình sẽ tạo được thuộc tính chạy. Đúng không? Thuộc tính chạy thì bình thường là mình sẽ phải tác đến cái địa chỉ data block kia đúng không? Nghĩa là bình thường mình sẽ phải trỏ đến cái data block này, mình chọn cái MB01 thì mọi người ấn lên đây running đúng không? Không, bây giờ mình sẽ chỉ là chấm running chấm fail chấm switch auto rồi chấm bước từng run chấm bước từng stop chấm select mode control đó. Mọi người sẽ thêm dấu chấm lúc trước nhé. Chấm này. Đây của mình là chấm run đúng không? BT run. Mình sẽ nhét giống để cho tí nữa mình đỡ bị nhầm giữa các thuộc tính. Reset bit cũng là gfs bit chấm bt stop. Khi chúng ta tạo rồi thì chúng ta nhìn này sang bên này nút stop đó, nút start cái này phải là restart run reset bit run như này. Đây mình chỉ cần sửa này thôi, mình không phải tạo lại cái thuộc tính kia nữa, nhanh hơn, mọi thứ nó nhanh nhiều một chút thì mọi người sẽ làm mọi thứ nó đơn giản hơn đúng không ạ? Cái này cũng vậy, mình tạo hiển thị cho nó đúng hai này, bốn này, đó này, sáu này, tám này, chín này, lúc nhảy này. Chia sẻ là màu xanh. Mọi người hỏi tại sao mình lại vang mình lại là 1 2 4 đúng không? Nên là mình viết những cái này là mình sẽ viết cho cả 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 alarm nữa. Alarm table thì nó hiển thị theo vị trí bit. 2 mũ 0 bằng 1, 2 mũ 1 bằng 2, 2 mũ 2 bằng 4 cái như vậy. Cái này của mình sẽ là chấm startup. Này thì mình đã add tick list rồi. Mình tag này. Tag này sẽ là chấm status giống với động cơ đúng không? Kiểu hiển thị ảnh với cái chữ thôi. Cái này chấm mình đi một mốt thôi nhé. Hoặc là ghi là switch auto auto này chấm
Select mode control. Ok. Select mode control. Ok, vậy là xong xong phần này. Với thay đổi cái giao diện này cho nó khác một tí. Mình thích cái màu nhẹ nhàng hơn, màu xám thôi. Đoạn tiếp theo là mình sẽ phải tạo ra một cái data type cho cái WinGC. Như ở đây. Mình cần một cái data type. Đấy. Ví dụ như ở đây mình là motor V03 để tạo ra cái data type thì làm như nào? Sau này đi. Mọi người vào library type. Đây là mình xóa đi. Đó. Library mới đầu vào mọi người sẽ như này đúng không? Type này, mọi người add new type, chọn user data type, chọn initial runtime professional. Ok, giá này chúng ta chọn connect user của mình là 17.500 và mình đánh lại y xì như cái kia nghĩa là running well, auto run thì mình không cần, mọi người có thể cho vào cho nó đầy đủ địa chỉ, cho là địa chỉ nó đúng mình đỡ phải sửa. Thì run cái running này, fail này, hay là switch auto nó phải đúng với cả cái ở đây nhá, giống với BLC rồi nhưng phải giống ở đây nữa, cái căn bản nó phải giống ở đây này. Started đến button run, button stop, nên mình bảo là mọi người lên là lên đánh theo kiểu này luôn, nghĩa là bên kia mình sẽ đánh easy như này thì mình sẽ không bị quên đúng không ạ. Started ở đây mình có biết hoa không, Started mình biết hoa thì ở Nembury mình phải biết hoa. Open control. Đây là vừa lại mình viết hóa hết đúng không? Và một cái nữa này, nếu mà đây. Để cho nó giống cái mà lỗi mà có thể mọi người sẽ gặp. Là khi mọi người cài thì mọi người cài luôn này. Cái này là bool luôn đúng không? Ok. Xong rồi đến lỗi. Build. Auto. Nên mọi người sẽ đánh giống cái data type ở bên BOC nhé, để cho nó không bị nhầm địa chỉ. Run. Install. Select control mode. Starter, starter này thì nó sẽ là kiểu INT. Đây
nhìn này, offset cái này nó không. Thì nhưng mà với cái data block của mình, cái offset này nó phải là bằng 2, địa chỉ của nó là 2.0, bắt đầu từ 2.0. Tất cả cái này nó không có địa chỉ lẻ nhé, tất cả đều là địa chỉ chẵn. Vào mình chọn cái kia bằng chọn cái này, chọn luôn offset bằng 2 đó, mọi người chọn ok đó, chọn version new đánh là motor version 0.01 tạo bởi Lâm Công đúng không? Ok rồi, chỗ cái xanh này nó ok rồi đó. Để kiểm tra lại thì mọi người sang bên này xem mình đã tạo đúng hay chưa, thì mình sẽ add thêm cái tag vào đúng không ạ. Ở đây mình đang cần bên là hai, chọn là 1.01 ok, và địa chỉ bắt đầu của cái này mình sẽ sửa địa chỉ cho nó giống ngay bên này nhá. Mình tìm cái bên là 02, bên này là gì nữa, bên là 02 là 80 80, và đến cái status này nó phải là 82.0 thì là đúng đúng không? Mình đã tạo đúng. Mình sửa cái này thành 80 đó, cái này thành 82 là ok rồi. Xong bước tạo user data type là đến mockup. Mockup thì bây giờ mình chọn cái DL02 này, xóa cái thuộc tính này đi và mình sẽ làm lại để giải thích cho mọi người. Bên là 02 đúng không? Và để hiển thị được vào cái screen window này, nghĩa là bình thường mà mình có thể tạo một cái screen window và mình add tất cả các thuộc tính vào đây, hai mình đánh hết ra đây, nhưng mà mình phải tạo mỗi một động cơ một cái screen window thì nó sẽ rất là rối. Ở đây mình sẽ dùng luôn là mình sẽ không phải tạo gì và mình phải tạo mọi cái thuộc tính này, từ hai này đến display screen rồi tag prefix. Nó ở trong cái thuộc tính thì chúng ta bấm nút, chúng ta click vào một cái motor đó, bây giờ mình click này mình sẽ ghi là set property by contract và screen name chính là ở trên screen 1 và cái Screen Object là mình muốn thay đổi thuộc tính của Object, đó chính là Screen Window 2 là Object. Và đầu tiên là mình sẽ cần hiển thị nó lên, chọn thuộc tính hiển thị Visible bằng true là bằng 1 đúng không? Set tiếp Set bằng như vậy, mình chọn Window 2 ok. Ở đây mình xét tiếp thuộc tính mình đặt tên cho nó đúng không, Captain ở đây là máy đổi ký là 02 ok. Tiếp theo set cái tag prefix, mình đặt tên đầu nó là gì, nó chính là cái tên này, nó chính là cái ok. Bây giờ nó bắt đầu nó hiển thị lên thì mình sẽ lựa chọn thông số là Active Screen in Screen Window. Bây giờ mình sẽ hiển thị cái screen name chính là screen 1 này, cái screen hiển thị này screen window đấy, mình sẽ hiển thị window là window 2 đúng không? Và screen sẽ áp vào trong cái screen window up control ok. Thế là xong rồi, mình lưu lại nhé.
chặn mình đang bị một nỗi kiểm tra xem là lỗi gì. A04 mình xóa đi. Chậm hơn thì sẽ cái đây là minimization upper đây nó đang chưa hiển thị đúng không? Sau khi start đây rồi nào, mình chọn được đúng không? Mình lập trình thêm cái chọn này, chọn cái này đi, cái đấy nó sẽ là lập trình cơ bản đó. Mình sẽ chỉ hướng dẫn cái bóp cái này nhá, cái auto chọn đây, chạy này. Với cái màn hình này là ok rồi. Mình đã tạo ra được cái này như vậy rồi, thì mình sẽ tạo ra cái tiếp theo thì nó đơn giản hơn, nhanh hơn. Bây giờ mình chỉ cần copy thuộc tính của cái motor này, copy thuộc tính để paste cho con AG04. Qua và không muốn xem nên chọn clip những phân tử của họ sẽ chân
24. Tạo tự động thì mọi người sẽ bị tạo PC như cái data mà nên mình đang tạo tổng nhiên của hai cái năm được bốn mươi sáu báo trạng thái là phần bốn chặn chặn chuyển bên là không hai rất là mình đến đây là kết thúc, chúc các bạn thành công.